Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay rất vui trở lại một chủ đề cũng liên quan vaccine và biến thể Omicron. Thì trong thời gian qua chúng ta rất lo lắng về biến thể Omicron và vấn đề vaccine. Thì đến bây giờ có thể nói là một cái dấu hiệu rất đáng mừng là biến thể Omicron là có thể là một báo dấu hiệu của trận đại dịch kết thúc. Tại vì thứ nhất là cái triệu chứng của biến thể Omicron ra rất nhẹ, hầu hết là nhẹ và trung bình, và tỷ lệ tử vong cực kỳ thấp. Và có một cái nữa là nó lây lan rất nhanh, chính vì lây lan rất nhanh tạo ra một miễn dịch cộng đồng đó. Bản thân biến thể Omicron đã nhẹ, và khi chúng ta tiêm được vaccine mũi 3 vào đầy đủ nữa thì hầu như gần như tuyệt đối, tại vì tôi nói gần như là sao, trên đời này không có gì 100% hết, gần như tuyệt đối đã tiêm được mũi 3. Và nếu có nhiễm biến thể Omicron gần như không có tỷ lệ tử vong. Đó là một điều đáng mừng. Vì bản thân biến thể Omicron sẽ gây những triệu chứng thường gặp: sốt, ho, đau họng, đau cơ, buồn nôn, là những triệu chứng nôn mửa là có, nhưng rất nhẹ. Và nếu chúng ta đã tiêm được thêm một cái mũi số 3 nữa thì chúng ta yên tâm rằng là hầu như không có chuyện gì xảy ra hết. Như vậy đây là một cái tin vui cho mọi người biết là biến thể Omicron là biến thể nhẹ, không nguy hiểm mà gây chết chóc như biến thể Delta và một số biến thể trước đó. Cộng thêm chúng ta tiêm mũi vaccine thứ ba nữa thì sức đề kháng chúng ta càng căng, như vậy khả năng chống lại con virus đó là càng tốt. Nhân đây nói về biến thể Omicron thì các nước đã nghiên cứu, và đặc biệt là cách đây 2 ngày là Tổ chức Y tế Thế giới người ta nói rằng là biến thể Omicron đến bây giờ có thể trả lời rằng hơn 90% là biến thể Omicron là biến thể cuối cùng để đưa cái bệnh dịch Covid-19 trở về bệnh đặc thù, tức là bệnh cúm nhiễm bình thường như các bệnh khác. Thì trước đây thì đầu tiên thì tôi cũng nói về một nguồn gốc về xuất xứ của Omicron xuất hiện ở Nam Phi vào giữa tháng 11, sau đó lan tràn trên toàn thế giới, và sau đó cái nước châu Âu bị khá nặng, bị nhiều nhất là bây giờ là nước Anh. Và chúng ta biết rằng trong thời gian có 1-2 tháng và tỷ lệ nhiễm Anh gần 70%. Và Anh chính thức là mở cửa toàn bộ, không còn vấn đề cách ly, không còn giãn cách gì hết, nhiễm thoải mái luôn. Vì sao? Thứ nhất, hơn 50% người Anh đã tiêm vaccine. Thứ hai, biến thể Omicron rất nhẹ. Và người ta nói nếu nhiễm trong vòng 3 tháng, toàn bộ Anh Quốc nhiễm khoảng 80% thì tạo ra miễn dịch cộng đồng rất là nhanh. Và hầu như không có triệu chứng, tỷ lệ nhập viện cực kỳ thấp, tỷ lệ tử vong cực kỳ thấp. Như vậy đó là một dấu hiệu đáng mừng. Và đến bây giờ nước Anh là nước nhiễm biến thể Omicron nhiều nhất, và nước Anh là nước mở cửa bình thường, không có vấn đề gì hết. Như vậy đây là một cái tin rất vui cho mọi người. Việt Nam chúng ta thì hiện tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có hàng trăm ca nhiễm Omicron, nhưng tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 chúng ta không nhiều như Anh. Cho nên dạo sau chúng ta phải cẩn thận. Một khuyến cáo là chúng ta tiếp tục tiêm mũi 3 để chúng ta tạo một kháng thể an toàn. Vì đâu biết đâu được, chúng ta không nói trước được điều gì, vì cái biến chủng về virus luôn luôn thay đổi. Cho nên chúng ta nhớ là giờ cũng cận Tết rồi, các bệnh viện, các trung tâm, các chiến dịch tiêm chủng vẫn tiếp tục tiêm, thì chúng ta tranh thủ tiêm mũi 3. Để lỡ hiện tại chúng ta biết rằng thành phố Hồ Chí Minh chúng ta một số tỉnh thành bắt đầu nhiễm Omicron, nó nhiễm một loạt trong vòng 2-3 tháng thì số lượng lên hàng trăm, hàng triệu. Thì nếu lỡ chỉ cần 1% nhỏ nào đó nó có dấu hiệu nặng hoặc biến chứng thì cũng nguy hiểm, và cái cơ sở y tế không đáp ứng nổi, nên chúng ta bắt buộc phải tiêm 13, vì dù gì chúng ta phải cẩn thận chứ không phải chủ quan. Rồi một lần nữa đây một chủ đề khá hay, đây là một nghiên cứu của các tạp chí rất nổi tiếng về y khoa là Lancet, là người ta nói là tiêm mũi 3 và nếu nhiễm Omicron hầu như triệu chứng rất nhẹ và tỷ lệ tử vong gần như không có. Đây là một tin khá vui cuối năm, rất mong mọi người là chú ý chúng ta tiếp tục tiêm mũi 3. Và tuy rằng dù tiêm cái gì chúng ta biết là virus thì lây truyền qua đường hô hấp, tiếp xúc gần trực tiếp vân vân, thì chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc bảo vệ, đeo khẩu trang cực kỳ quan trọng, rửa tay, giữ khoảng cách, tránh tập trung đông người đó. Và chúng ta phải tăng cường sức đề kháng. Ngày Tết chúng ta đi chơi,
gặp bạn bè, giao lưu, tất cả ăn uống, cho chút rượu bia rồi đó, thì chúng ta vẫn nhớ rằng là chúng ta phải giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, tránh tập trung quá đông người. Hy vọng rằng đây là một cái Tết có thể là yên bình hơn hai Tết trước, và qua Tết thì chúng ta có thể trở lại cuộc sống bình thường. Rồi một lần nữa rất cảm ơn mọi người luôn luôn theo dõi kênh của bác sĩ Nguyễn Thương Dung, cũng như đặt các câu hỏi liên quan về vaccine, về điều trị, về Covid v.v. Chúc tất cả mọi người một cái Tết thật sự là vui vẻ, an lành.